Phủ Thái Sư. Triệu Hổ! Triệu Hổ! Triệu Hổ, cố lên! Cố lên Triệu Hổ! Chuyện... Dương Triều! Dương Triều! Dương Triều! Dương Triều, cố gắng lên! Cố gắng lên! Đứng lại! Người của Phủ Khai Phong tự chui đầu vào lưới, bắt chúng lại! Tiêu rồi, Công Tôn tiên sinh, chúng ta đi mau! Triệu Hổ! Triệu Hổ! Dương Triều! Triệu Hổ! Tỉnh lại đi! Dương Triều! Triệu Hổ! Mau tỉnh lại đi! Dương Triều! Triệu Hổ! Tỉnh lại đi! Mau tỉnh lại đi! Triệu Hổ! Dương Triều! Triển Hồ Vệ! Sao huynh lại giết Dương Triều? Dương Triệu là huynh đệ hai mươi mấy năm của huynh. Tại sao huynh giết huynh ấy? Ta là Mã Hán, huynh giết ta luôn đi. Giết ta đi. Giết ta đi. Giết đi. Tại sao? Triển Hồ Vệ, tại sao? Trương Long, Trương Long. Triển Hồ Vệ, Triển Hồ Vệ, cậu điên rồi sao? Họ đều là huynh đệ của cậu. Triển Hồ Vệ, tại sao lại như thế? Triển Hồ Vệ, cậu thật sự đã trúng di thần đại pháp của Pháp Dương rồi sao? Triển Hồ Vệ, cậu tỉnh lại đi. Triển Hồ Vệ, tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi. Công Tôn tiên sinh, đi. Không cần đuổi theo. Sư muội, những người này đều không phải do ta giết. Tại sao lại như vậy? Sao lại như vậy? Công Tôn tiên sinh, bình tĩnh. Bình tĩnh. Lúc nãy họ vẫn còn sống sơ sơ mà. Không, còn cứu được. Còn cứu được. Cô nói gì thế? Quyển Nhi, cô đây là... Ta đã khóa mệnh môn của họ. Trong vòng 3 canh giờ, phách cuối cùng vẫn còn ở trên người họ. Như vậy thì sao chứ? Sư phụ ta có thể kéo họ về từ âm phủ. Ông hãy đưa họ về khách điếm, thắp 7 cây đèn ở trong phòng. Tuyệt đối không được để 7 cây đèn tắt. Bây giờ ta đi tìm sư phụ. Được. Cô nói cái gì? Dương Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ, họ đã bị giết chết rồi. Sao lại như vậy? Họ đã bị ai giết? Triển Chiêu. Triển Chiêu. Nguyễn Nhi, Công Tôn tiên sinh đâu? Cô có gặp Công Tôn tiên sinh không? Đã gặp rồi. Nguyễn Nhi kêu Công Tôn tiên sinh bảo vệ thi thể của 4 người họ. Nguyễn Nhi, con đã khóa mệnh môn của họ sao? Sư phụ, vì Nguyễn Nhi đã khóa mệnh môn của họ nên mới liều mạng tới đây. Tốt lắm. Ta xuống âm phủ để tìm hồn. Cô nói cái gì? Nhất thời khó giải thích được. Thời gian gấp rút, ta phải đi ngay. Nhưng mà sư phụ. Sao vậy? Sư bá ông ấy. Ông ấy đang tới chỗ này. Sư phụ, Nguyễn Nhi không làm được. Nguyễn Nhi rất yếu ớt, không đánh lại sư bá. Nguyễn Nhi đừng sợ, phải có lòng tin. Bao đại nhân, đất trời có nhân. Ta không thắng chính. Đừng để nỗi sợ đánh bại bản thân mình. Cố gắng hết sức để sư phụ của cô yên tâm đi cứu người. Nguyễn Nhi, bao đại nhân nói đúng. Cố gắng hết sức.
Bạch Thiếu Hiệp, chuyện bảy cây đèn trong cậy vào huynh. Âu Dương cô nương, cô yên tâm đi, Bạch Mỗ nhất định cố gắng hết sức. Bảy cây đèn đó tượng trưng cho đèn bổn mệnh của đại nhân, không được để tắt. Âu Dương cô nương nhất định phải dẫn hồn phách của Dương Triệu Mã Hán Trương Long Triệu Hổ về. Lão phu đa tạ cô. Bao đại nhân yên tâm, ta sẽ cố gắng hết sức. Cầu Nại Hà. Dương Triều Mã Hán, Trương Long Triệu Hổ. Dương Triều Mã Hán, Trương Long Triệu Hổ. Mã Hán. Dương Triều Mã Hán, Trương Long Triệu Hổ. Triệu Hổ. Cô nương, cô tìm con quỷ nào vậy? Quỷ? Đúng vậy, tới chỗ này cô không tìm quỷ thì tìm cái gì? Ta tìm Dương Triều Mã Hán, Trương Long Triệu Hổ. Họ tới từ phủ Khai Phong. Dương Triều Mã Hán, Trương Long Triệu Hổ. Mấy người các ngươi ai tên Dương Triều Mã Hán, Trương Long Triệu Hổ mà bước lên? Có người tìm các ngươi. Bước lên đi, các huynh có đây không? Bước lên đi, ai vậy? Dương Triều Mã Hán, Trương Long Triệu Hổ. Âu Dương cô nương, sao cô lại tới đây? Ta tới để dẫn các huynh về. Quỷ ca, thực sự đa tạ huynh. Ta dẫn họ về đây, khoan đã. Quỷ ta tìm giùm cô rồi, nhưng cô có được dẫn họ về hay không không phải do ta quyết định. Vậy thì do ai quyết định? Do ai quyết định à? Quỷ Dương, đại tổ sư gia Chung Quỳ. Đệ tử Âu Dương Dận Di xin mời đại tổ sư gia ra ngoài gặp mặt. Bước qua âm dương sinh tử đức, nhân quả báo ứng tu luân hồi. Diêm Vương muốn ngươi canh ba chết, ngươi sẽ không sống tới canh năm. Không tham lam, không ích kỷ thì đâu thể nào bị quả báo. Nếu như muốn cải tà quy chính thì phải gắng sức mài thanh phong. Tham kiến đại tổ sư gia. Đệ tử Âu Dương Dận Di tham kiến đại tổ sư gia. Âu Dương Dận Di, con là đệ tử đời thứ 9 của Vô Cực lão tổ Âu Dương Dận Di. Cô là tiểu tiên cô trên núi Ngưu Nhĩ. Đệ tử bất tài, chưa tu thành chính quả. Chưa tu thành chính quả mà xuống âm phủ, không phải tự hủy tiền đồ sao? Đệ tử không thể không cứu người, xin đại tổ sư gia cho toại nguyện. Chuyện này lạ lắm, mau nói ta nghe thử. Đại tổ sư gia, tất cả mọi chuyện đều bắt đầu từ Sâm Hoa Nhi của núi Vân Mộng. Sâm Hoa Nhi là Sâm Hoa Nhi trong lò luyện đan của Thái Bạch Cung lưu lạc dân gian sao? Bao đại nhân, triển chiêu.
triển chiêu. Bổn phủ ra lệnh cho cậu bỏ kiếm xuống. Triển hồi vệ, ba đại nhân ra lệnh huynh bỏ kiếm xuống. Huynh bỏ xuống đi, huynh tỉnh lại đi. Triển hồi vệ, huynh tỉnh lại đi, đừng trúng ma đạo của sư bá ta. Triển hồi vệ, tỉnh lại đi, dựa vào ý chí kiên cường của huynh, huynh tỉnh lại đi. Triển hồi vệ, triều đại tống khâm mệnh, ngự tiền đối đao hộ vệ tứ phẩm triển chiêu nghe lệnh. Bốn phủ ra lệnh cậu bỏ kiếm xuống. Triển chiêu to gan, chống đối mệnh lệnh, đáng nhận tội gì? Giết cho ta. Tại sao lại bị tắt? Tại sao lại tắt? Triển hộ vệ, tại sao cô lại giết Bao đại nhân? Tại sao lại như vậy? Sao lại như vậy? Chết rồi, chết rồi. Ngươi đừng chơi nữa, canh đèn cho ta. Ta ra ngoài coi thử. Bao Chẩn, người vẫn chưa phục sao? Lấy đạo thiên lý thu phục lòng người, chưa từng nghe nói lấy ác thu phục lòng người. Hách Liên Bằng, người hoành hành bá đạo, cuối cùng sẽ tự diệt mình. Giết cho ta. Triển hộ vệ, mau bỏ kiếm xuống, quay về chính đạo. Triển chiêu. Triển chiêu, sao huynh lại trở thành như vậy? Ta không tin là huynh bị trúng tà. Triển chiêu, huynh mau tỉnh lại đi. Ngay cả Bao đại nhân huynh cũng muốn giết, huynh có biết là huynh đã phạm tội tày trời hay không? Triển chiêu, tỉnh lại đi, ta là Bạch Ngọc Đường đây. Triển chiêu, huynh điên rồi. Triển chiêu, huynh không được giết Bao đại nhân. Tử Y, đừng hùa với sư phụ cô tạo nghiệp nữa. Làm trái thiên đạo, tự tạo nghiệp, không được sống đâu. Bao đại nhân và Bạch đại hiệp, họ đều là người tốt. Tử Y, bây giờ chỉ có cô mới cứu được họ thôi. Tử Y, Tử Y, Tử Y, to gan. Tử Y, Bao đại nhân, Bao đại nhân, Văn Khúc Tinh Quân,
Quỷ Dương Trung Quỳ, đã lâu không gặp. Tham kiến Bao đại nhân. Hách Liên Bằng đó đúng là hết thuốc chữa. Bổn tọa đã cho hắn cơ hội, nhưng mà hắn vẫn không tỉnh ngộ. Âu Dương Dận Di, đệ tử hổ thẹn, cô đã cố gắng hết sức. Có điều Hách Liên Bằng đó vô duyên với đạo, làm phiền Pháp Dương thay trời hành đạo, tiêu diệt quần ma. Ngũ quỷ nghe lệnh, cùng lĩnh pháp chỉ, cùng bổn tọa mượn hồn Hoàng Dương thái trời hành đạo, tiêu diệt quần ma. Bạch Ngọc Đường, cùng bổn tọa tiến lên phía trước. Âu Dương cô nương xin hãy dẫn đường. Tuần pháp chỉ. Người không phải bao chứng. Trên trần gian, người có chính khí nhất chính là Bao Thanh Thiên. Quỷ Dương Trung Quỳ, ngũ quỷ nghe lệnh thái trời hành đạo, tiêu diệt quần ma. Cung lĩnh pháp chỉ. Chịu sái quỷ gặp nạn, ngũ quỷ đồng lòng. Dạ. Âu Dương cô nương, Triển hồ vệ, huynh tỉnh rồi.
Họ là ai? Đại nhân, Triển Hồ Vệ. Ông ấy không phải Bao đại nhân, ông ấy là đại tướng quân trừ ma Chung Quỳ, tới đây để tiêu diệt sư huynh ta. Công chính liên minh. Dẫn phạm nhân vào. Dẫn phạm nhân vào. Quy vũ. Quỳ xuống. Quỳ xuống. Hách Liên Bằng, người có biết tội không? Bao chuẩn. Hách Liên Bằng, ta không cướp của giết người cũng không phải phạm phu tục tử. Có tội hay không phải để trời đất thần linh định đoạt, không tới lượt ngươi chất vấn. Hỗn sược. Quỳ vũ. Hách Liên Bằng, ngươi là một người tu hành, nhưng không thành tâm thành ý độ hóa chúng sinh, mà lại sa ngã vào ma giới, mê hoặc lòng người, coi thường luật pháp, làm chuyện sai trái. Cho tới bây giờ ngươi vẫn chưa tỉnh ngộ. Bao chuẩn, ngươi đừng có nói đạo lý gì với ta. Ta không sợ ngươi đâu. Bây giờ ngươi vẫn sống sờ sờ bình an vô sự ngồi ở đây. Về lý tội của ta không đáng chết, ngươi không thể làm gì được ta. Bây giờ ngươi chỉ là dựa vào âm phong tạm thời để trói ta thôi. Sau khi hết thời gian, tất cả các ngươi đều phải chết. Các ngươi sẽ chết rất thảm. Hách Liên Bằng, nếu đại nhân không từ bi rộng lượng, người đã bị âm quả thiêu đốt biến thành tro bụi. Người không những không nói lời đa tạ đại nhân, mà còn nói lời cay độc. Người còn có một chút nhân tính không? Triển Chiêu, ngươi cũng phải chết. Hơn nữa còn phải chết thảm hơn những người khác. Ngươi nói nhiều vô ích, nghe xử. Quy vũ. Hách Liên Bằng, người đã dùng yêu thuật tác oai tác quái, hãm hại người khác, tội chứng rành rành. Bổn phủ xử người bị còng tay lại, nhốt vào Đại Lao Bắc Cương ngồi tù 10 năm, người có phục không? Đại nhân. Phục, dĩ nhiên phục. Bao chuẩn, cho dù ngươi có nhốt ta ở chân trời, thì cuối cùng ngươi cũng sẽ chết rất thảm. Âu Dương Trận Di cũng không cứu được ngươi. Nhốt vào Đại Lao chờ ngài dẫn đi. Dạ. Quy vũ. Đại nhân, ngài không thể để hắn đi. Pháp luật như núi, tội của hắn không đáng chết. Sao bổn phủ có thể làm trái pháp luật, giết chết hắn được? Nhưng mà đại nhân, ngài không giết hắn có nghĩa là tự xử mình tử hình. Ở trên công đường tuân thủ pháp luật, thánh chỉ tới, hoàng thượng có chỉ,
dẫn phạm nhân quay lại công đường. Phủ Doãn, Phủ Khai Phong bao chứng tiếp chỉ: vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Phụng Thiên thừa giận, Hoàng đế chiếu giết, tội dân hách liên bằng, dùng quái lực nhiễu loạn triều cương, dùng tà thuật gây họa cho dân, bất nhân bất nghĩa, tội đáng muôn chết. Để thực thi công lý trừ họa cho dân, phải giết chết. Khâm thử tạ ơn, tạ ơn hoàng thượng. Người dám bán đứng ta sao? Đây là ý chỉ của hoàng thượng, không liên quan gì tới lão phu. Ngươi vì muốn tiêu diệt Bao Chửng mà hãm hại ta. Ngươi thật là người câm miệng lại. Chết tới nơi rồi mà còn ngậm máu phun người. Người đâu? Cẩu đầu đao chờ lệnh. Cẩu đầu đao, thái sư, Bao Chửng cho rằng, Bao Chửng, ngươi còn nói nữa, lão phù sẽ xử ngươi tội kháng chỉ. Bao Chửng không dám. Cẩu đầu đao. Quỳ xuống. Khai đao. Chém. Các người nạp mạng đi. Pháp Dương tha mạng, Pháp Dương tha mạng. Chém đi. Này, Cấm Sa đại nhân ở đây, còn không mau tránh ra. Cấm Sa đi tuần, xin tha mạng, tha mạng. Làm gì vậy? Không thấy đang rước dâu à? Cút ngay. Đại nương, bên kia là Cấm Sa đại nhân. Xin lỗi, cho qua giùm đi. Đón dâu là chuyện vui, kỹ nhất là ăn mày và bợm rượu. Người dám qua, ta đánh gãy chân của ngươi đấy. Đại nương, cút mau đi. Cầm sai đại nhân ở đây, kẻ nào cản đường đưa thẳng lên quan phủ. Đại nương, còn không mau cút đi, mau lui xuống cho ta. Cầm sai đại nhân mà mấy người còn dám chọc à, mau đi thôi. Ai biết trong đó có phải Khâm Sai đại nhân hay không? Phải đó, có thể không phải là Khâm Sai, chỉ là hù dọa người ta thôi. Tỏ gan. Có. Đại nhân, chuyện gì vậy? Một đội đóng dầu chặn giữa đường. Đại nhân, đại nhân, đại nhân. Khâm Sai đại nhân, tiểu nhân Lý Toàn xin được thỉnh an. Biết rồi, tránh ra đi. Khởi kiệu. Ê, 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 ê.
Đừng giết ta, không liên quan tới ta. Này, coi chừng. Đại nhân đừng sợ, Tương Dương Dương chỉ muốn hạt châu vàng đó. Châu vàng ở chỗ phó tướng Trương Tấn của ta. Không thấy châu vàng, vậy thì ta đâu cần giữ lại đại nhân. Tân Lan, phải tìm thấy xác của Trương Tấn đó. Dạ. Sao lại không thấy xác của tên sai rượu kia? Trong lúc chém giết đã quên hắn rồi. Phải tìm được kẻ này. Vừa rồi hắn tự xưng là Lý Toàn, có tên họ thì dễ tìm. Thuộc hạ sẽ đi ngay. Dừng. Xếp hàng. Mở cổng thành. Đại nhân, đây là kiếm của Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường. Đại nhân, thanh kiếm này nổi tiếng khắp giang hồ. Nếu Bạch Ngọc Đường giết người, chắc chắn sẽ không để lại kiếm trên xác chết. Đúng vậy. Bạch Ngọc Đường võ công cao cường, ai có thể đoạt được bảo kiếm trong tay hắn? Đây chính là chuyện mà thuộc hạ lo lắng. Kiếm là linh hồn của kiếm khách. Bạch Ngọc Đường quý trọng thanh kiếm này hơn cả sinh mạng của hắn. Nhưng chuyện quan trọng bây giờ là chúng ta phải tìm được Bạch Ngọc Đường. Đại ca, sao lại như vậy? Lão Ngũ không bao giờ làm chuyện này. Đại ca, Phủ Khai Phong này đúng là nhắm vào quân đệ chúng ta. Khâm Sai bị giết thì bọn chúng đổ tội cho Ngũ Đệ, không phân trắng đen, không biết thị phi, bào thành thiên cái gì chứ. Lão gia, khải bẩm lão gia, Triển đại nhân của Khai Phong phủ tới. Đại ca, để coi hắn nói gì. Mời vào. Dạ.
Mời. Đã lâu không gặp ba vị đại hiệp. Triển đại nhân có chuyện gì không? Triển mổ theo lệnh tới tìm Bạch thiếu hiệp. Triển đại nhân muốn đưa Ngũ đệ tới phủ Khai Phong sao? Đúng vậy, Bao đại nhân cần gặp Bạch thiếu hiệp. Chỉ sợ là Ngũ đệ ta không phải tới gặp Bao đại nhân, mà là Cẩu Đầu Đao. Hàng nhị hiệp có ý gì? Người bớt đóng kịch đi. Đại ca, chắc chắn là hiểu lầm. Bao đại nhân không thể truy nã Bạch thiếu hiệp. Rõ ràng chúng ta đã nói trước rồi, cáo thị là do Công Tôn Sách viết, có ấn của Khai Phong phủ. Triển đại nhân còn cãi được sao? Chuyện này phủ Khai Phong không màng đạo nghĩa, không cần đạo lý, truy nã Ngũ đệ ta, không chỉ ảnh hưởng tới danh dự của Ngũ Nghĩa, còn đẩy Ngũ đệ ta vào đường cùng. Vậy lão Ngũ bây giờ không phải... Ba vị đại hiệp, chuyện này còn chưa rõ ràng, Triển mổ xin cáo từ. Triển đại nhân, trước khi Ngũ đệ ta bình an trở về, phải mời ngươi ở lại Hãm Không Đảo. Đại hiệp nói vậy là muốn giam lỏng Triển mổ. Phủ Khai Phong bất nghĩa trước, đừng trách chúng ta thất lễ. Trên Hãm Không Đảo ngươi có thể đi lại tự do. Ta cũng muốn xem thử ai ngăn cản được Triển mổ này. Lão gia, khải bẩm lão gia, tất cả thuyền bè đã lùi xa khỏi bờ ba dặm. Được, lùi xuống đi. Dạ. Triển tiểu miêu, người có biết bơi không? Có chuyện gì vậy? Ai đó? Tam gia là tôi. Người làm gì vậy? Ta đã căn dặn, không có gì thì cấm đến đây. Tôi phát hiện hình như có kẻ khả nghi đột nhập vào đây, nhưng không ngờ lại là Tam gia. Được rồi, về đi. Dạ. Cẩn thận. Đây là đâu thế? Đây là lối vào địa đạo của Hãm Không Đảo. Đã đến rồi à? Đa tạ. Cậu nhớ bảo trọng. Hẹn ngày gặp lại. Đại tẩu, tẩu đừng sợ. Quỳnh ấy là tam ca của ta. Tam ca, mau về Hãm Không Đảo. Lão Ngũ, Triển Chiêu đã đến Hãm Không Đảo bắt đệ rồi. Đợi đã. Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường. Triển mổ không có ý làm kẻ địch của Ngũ Thử, mong Bạch huynh theo ta về Khai Phong phủ một chuyến. Khai Phong phủ? Khai Phong phủ đã dán cáo thị truy nã, nói Ngũ đệ ta là hung thủ. Lão Ngũ, đừng mắc bẫy của hắn.
Chữ mổ có công vụ trên người, cần phải dẫn Bạch Thiếu Hiệp đi. Đây là mệnh lệnh của Bao đại nhân. Bạch Ân Công là người tốt, tại sao Triển Chiêu cậu không nói lý lẽ? Đại tẩu, tẩu mau trở về khách điếm, nói với Tứ Ca, cậu cẩn thận đi. Triển Chiêu, chạy! Bạch huynh, mời. Thời gian cũng trễ rồi, sao bằng hữu của huynh vẫn chưa đến? Ta tin Liễu Thanh Phong nhất định sẽ đến. Dù hắn có đến cũng không thể đem theo thanh kiếm của huynh, vì thanh kiếm ta nhìn thấy ở phủ Khai Phong đúng là thanh kiếm của huynh. Nếu như không phải Liễu Thanh Phong làm mất kiếm, không, không ai có thể đoạt thanh kiếm từ tay Liễu Thanh Phong. Vậy hắn chính là người đã hành thích Khâm Sai. Không, Liễu Thanh Phong tuyệt đối không phải loại người đó. Biết người biết mặt chẳng biết lòng. Bởi vì hắn từng cứu mạng ta. Ân nghĩa làm mờ mắt con người hơn cả thù hận. Triển đại nhân, ta thấy huynh ở phủ Khai Phong lâu rồi, nhìn thấy ai cũng là kẻ phạm tội. Huynh, nhưng mà Triển mổ chưa từng nghi ngờ qua Ngũ Thử. Ai? Liễu Thanh Phong. Thấy chưa, ta nói không sai chứ? Ta nói huynh ấy nhất định sẽ đến. Giết! Hảo thân thủ, công phu của huynh cũng đâu kém. Nếu như xuất hiện thêm mấy tên, chúng ta nhất định sẽ tiêu đời. Ta tính qua rồi, giết sạch hết rồi. Tám ca, Ngũ đệ, đừng hoang mang, ta đến cứu đệ. Đệ làm gì vậy? Lão Ngũ, thả ta ra. Tám ca, tự nhiên đệ cản ta làm gì? Con mèo xấu xa này để hắn sống là tai họa. Lúc nãy quỳnh ấy vừa cứu đệ đấy, hắn không thể nào. Một lời khó nói hết. Tam ca, huynh không phải đã về Hãm Không Đảo diện cứu binh sao? Sao bây giờ chỉ có một mình? Lão Tứ có chuyện rồi. Huynh nói cái gì? Ta về tới Hãm Không Đảo mới biết đại ca, nhị ca đều đến Hồ Lô Trấn. Tứ ca xảy ra chuyện gì? Ta nghe gia đình nói đệ ấy ở đó giết người rồi. Tứ ca, không thể nào đâu. Ta nghe nói đệ ấy giết chết một người tên Lý Toàn. Cái gì? Lý Toàn đã chết? Lão Ngũ, chúng ta đi cướp ngục cứu Lão Tứ đi. Tam ca đừng nóng vội, chúng ta nhất định phải cứu Lão Tứ. Tam ca,
triển hộ vệ. Bạch Ngọc Đường có một thỉnh cầu. Quỳnh đi cướp ngục thật sao? Ta quen với cả nhà Lý Toàn. Bây giờ Tứ Ca gặp nạn, ta nhất định phải giúp Quỳnh ấy. Nếu Quỳnh đồng ý, 3 ngày sau Ngọc Đường sẽ đến đây đợi Quỳnh, cùng Quỳnh về Khai Phong Phủ. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Đa tạ Thành Toàn. Bảo trọng. Họ Triển kia, coi như ngươi còn có tình người. Được rồi, đừng lôi thôi nữa, đi mau. Tại hạ Liễu Thanh Phong, cho hỏi các hạ. Tại hạ Triển Chiêu. Thì ra là nam hiệp. Nghe danh đã lâu, Triển mổ tự hỏi không có sơ hở. Không biết Liễu huynh làm sao nhận ra thân phận của Triển mổ. Sông này nước đục, không có cá câu, cho nên không có ai ở đây câu cá. Thì ra là vậy. Vậy có mấy người xuống sông vớt cả đêm là bởi vì tại sao? Không có cá câu thì cũng có lương để vớt. Liễu huynh đứng ở trên cầu nửa ngày chỉ vì xem người ta bắt lương sao? Xem ra Triển đại hiệp nắm rõ hành tung của tại hạ. Không giấu gì huynh, Triển mổ nhờ bộ khoái trấn này điều tra được hành tung của Liễu huynh, cho nên giám sát tại đây. Không lẽ Liễu Thanh Phong phạm pháp sao? Triển mổ vì vụ án Khâm Sai đại thần bị hành thích mà đến. Đại hiệp cho rằng là Liễu mổ làm sao? Không dám. Vì trên xác chết Khâm Sai để lại thanh kiếm của Bạch Ngọc Đường. Nhưng theo lời của Bạch Ngọc Đường, thanh kiếm đó đã bán lại cho huynh. Cho nên Liễu mổ không giao ra được thanh kiếm thì là hung thủ hay sao? Ít nhất là nghi phạm giết người. Nói rất có lý. Chỉ đáng tiếc Triển đại hiệp sai rồi. Không lẽ thanh kiếm đang ở trong tay huynh sao? Liễu mổ mua kiếm ngàn vàng, tự nhiên là cất giữ kỹ rồi. Vậy có thể đưa Triển mổ xem không? Liễu mổ bây giờ phi ngựa lấy kiếm ngay. Vậy Triển mổ có thể đi cùng. Đại hiệp không muốn tại hạ đi một mình. Trách nhiệm cần làm vậy, mong huynh thứ lỗi. Có thể mời Triển đại hiệp đến hàng xá là niềm vinh hạnh của ta. Chuẩn bị kiệu. Ma nữ giáo. Không hổ danh là nam hiệp Triển Chiêu, quả nhiên hiểu biết nhiều, khâm phục. Liễu Thanh Phong, nghe nói tượng của giáo chủ Ma nữ giáo không để người ngoài nhìn thấy. Người cũng đã sắp chết, có thấy cũng đâu có sao. Triển Chiêu tự hỏi không hề kết quán với quý giáo. Tại sao? Ai ai cũng biết người đã bắt Bạch Ngọc Đường. Nếu như xác của Bạch Ngọc Đường xuất hiện ở Hãm Không Đảo, người nói bao đại nhân sẽ nghĩ sao? Người muốn giá họa cho Bạch Ngọc Đường. Đâu chỉ Bạch Ngọc Đường, ngũ thử đều phải chết. Tại sao? Đây là thánh mệnh của cô. Ha 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 ha
Liễu Thanh Phong, có gan thì quyết chiến sinh tử với Triển Chiêu. Mèo không biết bơi, khi dòng nước đưa người đến hãm không đảo, người đã là một con mèo chết bị sình bụng. Chuyện mổ của Lạp Ma cũng không tha cho ngươi. Đại nương, đại nương, đại nương, ngư phu bắt cá ở sông phát hiện một chiếc bè, trên đó có người hôn mê bất tỉnh, mau khiêng vào đây để ta chữa trị. Đại nương, người này là Triển Chiêu, khiêng vào trước rồi hãy nói. Dạ. Mau lấy đường thuốc cho ta. Dạ. Phủ Khai Phong. Kỳ môn bát quái trận. Công Tôn tiên sinh, người có thể phá giải được kỳ môn bát quái trận này, tính tình nhất định tàn bạo độc ác. Mau bẩm báo Bao đại nhân, kiếm của Bạch Ngọc Đường đã bị lấy mất rồi. Dạ.
Lư Đại Nương mượn kiếm của bà dùng đỡ. Ta chính là đang đợi ngươi xuất hiện. Không thể nào, không ai biết được thân phận của ta. Liễu Thanh Phong thả bè thì buông tay mặc kệ, cho thấy hãm không đảo nhất định có người của hắn. Ta chính là đang đợi người này xuất hiện. Dừng tay! Hai người làm gì thế? Đại nương, Triển Chiêu cướp bảo đao của bà, ý đồ bất chính. Họ Triển kia, nếu không phải ta cứu ngươi thì ngươi trở thành mèo chết trong nước rồi. Lưu Đại Nương, hắn là người của Liễu Thanh Phong. Liễu Thanh Phong là ai? Triển Chiêu, không ngờ ngươi dám giết người ở hãm không đảo của ta. Lưu Đại Nương, người này không phải do Triển Mỗ giết. Chính mắt ta nhìn thấy ngươi còn dám chối cãi. Ta trả thù cho Lưu Thất. Triển Chiêu, Triển Chiêu, huynh dám làm hại đại tẩu ta sao? Triển Mẫu không dám, chỉ là muốn có cơ hội giải thích. Coi chừng hắn thả hơi. Triển Đại Hiệp, có gì từ từ nói, ngài buông kiếm trước đi. Lưu Thất không phải do Triển Mẫu giết, hắn bị giết diệt khẩu. Hắn chỉ là một gia đình, có ai muốn giết hắn chứ? Hắn không phải là một gia đình, mà là con mắt của Liễu Thanh Phong. Đúng là lạ thật. Sao những chuyện xảy ra gần đây đều tính vào người của Liễu Thanh Phong? Đại ca, lão tứ cũng chỉ chứng Liễu Thanh Phong. Không lẽ hai người họ đều nói dối sao? Triển Đại Hiệp, ngài chỉ trích Liễu Thanh Phong, có bằng chứng gì không? Triển Mỗ đã từng bị Liễu Thanh Phong bắt, chính tài nghe hắn kể ra âm mưu. Bốn huynh đệ ta cũng không bắt được ngươi, chỉ một Liễu Thanh Phong làm sao bắt được ngươi hả? Ngươi muốn gạt ai đây? Chuyện này một lời khó nói hết, e là một lời cũng khó chứng thực hết. Ta không quan tâm Triển đại nhân nói Liễu Thanh Phong cái gì, đều chỉ là lời nói phiến diện, khó làm người ta tin được. Được, Bạch Tiểu Hiệp muốn bằng chứng. Kiếm của huynh chính là bằng chứng. Kiếm của ta đã bán cho Liễu Thanh Phong rồi, nhưng kiếm của huynh đã đâm vào người của Khâm Sai. Không thể nào. Kiếm đó luôn ở chỗ của Liễu Thanh Phong. Vậy huynh kêu hắn đem tới đi. Cả bẩm đảo chủ, Liễu Thanh Phong cầu kiến. Liễu Thanh Phong gặp qua các vị. Liễu huynh, vụ án Khâm Sai, thanh kiếm của Bạch Đại Hiệp gây ra nhiều sóng gió. Hôm nay Thanh Phong cố tình đến trả lại kiếm, giật về với chủ. Triển đại nhân, ngài có cần kiểm tra nó đúng không? Ngươi làm cướp được kiếm này từ phủ Khai Phong. Kiếm này do Thanh Phong mua với giá ngàn vàng, lúc nào cũng cất kỹ, chưa bao giờ rời thân. Triển đại hiệp nói vậy làm người ta khó hiểu đấy. Liễu huynh, huynh cũng biết Triển đại hiệp sao? Nhiều năm trước, Triển đại hiệp bắt lầm Sơn Dân vô tội. Thanh Phong giữa đường thấy bất bình đã cứu Sơn Dân vô tội đó, cho nên đắc tội với Triển đại hiệp. Tốt, Liễu huynh là một hảo hán. Nói lời sằng bậy, hèn gì Triển đại nhân một lòng muốn hãm hại Liễu huynh, thì ra là muốn trả thù riêng. Liễu Thanh Phong, người mưu hại Triển Mỗ, tội không thể tha. Nếu ta có ý mưu hại, hôm nay Triển đại hiệp còn mạng đứng tại đây sao? Triển Mỗ trúng độc cực độc, nếu không phải Lưu đại nương cứu chữa kịp thời thì đã về Tây Thiên rồi. Tú Tú, có chuyện này thật sao? Đúng vậy, lúc đó Triển Chiêu trúng kỳ độc của Miêu Cương, nguy hiểm vô cùng. Thanh Phong đúng là đến từ Miêu Cương, không lẽ vì vậy mà cho rằng ta là hung thủ sao? Người ở Miêu Cương ai ai cũng biết hạ độc, sao lại đi hãm hại Liễu huynh? Mọi người đã bị Liễu Thanh Phong lừa rồi. Triển đại hiệp, Liễu huynh cầm kiếm đến trả, chứng minh ngũ đệ ta trong sạch. Đây là chính mắt Lư Mỗ nhìn thấy. Triển Chiêu, người giết hại Lư Thất cũng là do chính mắt ta nhìn thấy. Lư đại nương, bà cũng là người am hiểu độc, tại sao không nghiệm Lư Thất bị trúng độc gì? Tú Tú, trên phi tiêu này đúng là độc của Miêu Cương. Triển Chiêu không bao giờ dùng độc, giang hồ ai ai cũng biết điều này. Triển đại hiệp,
Lư mổ cách làm ngài rồi, mong ngài thứ lỗi. Không dám. Lư đảo chủ quá khách sáo. Mạng của Triển Chiêu là do Lư đại nương cứu, ơn này phải đền đáp. Người đâu? Có. Chuẩn bị thuyền. Dạ. Tiễn Triển đại hiệp rời đảo. Khoan đã. Trước khi Triển mổ rời đảo, phải dẫn theo hai người. Triển Chiêu, ngươi đừng được nước làm tới. Người này tội chứng rành rành, cần phải giải về phủ Khai Phong chờ xét xử. Triển Chiêu, ngươi đừng hiếp người quá đáng. Không chỉ hắn, Bạch Thiếu Hiệp cũng phải đi cùng. Ngươi đúng là to gan, không ngờ muốn dẫn ngũ đệ ta đi. Ngươi Tam ca. Triển Chiêu, đây là cách ngươi đền ơn sao? Bạch Thiếu Hiệp, nếu như huynh không quên, nhất định còn nhớ lời huynh đã hứa với ta. Bây giờ tứ ca gặp nạn, ta nhất định phải giúp huynh ấy. Nếu huynh đồng ý, ba ngày sau Bạch Ngọc Đường sẽ đến đây đợi huynh, cùng huynh về phủ Khai Phong. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Được, ta theo ngươi về phủ Khai Phong. Ngọc Đường, lão ngũ, nhưng mà ngươi phải tả liễu huynh trước, ta mới theo ngươi về. Không được. Triển mổ và hắn như nước với lửa, nhất định phải dẫn hắn về trị tội. Triển Chiêu, ngươi thật không nể mặt huynh đệ ta có phải không? Bạch Thiếu Hiệp, không cần phải manh động. Liễu huynh, hắn muốn bắt huynh. Thanh Phong cũng định đến phủ Khai Phong một chuyến. Liễu huynh, huynh không giấu gì huynh, một mình Thiếu Hiệp đến phủ Khai Phong, Thanh Phong cũng không yên tâm. Đúng, ta cũng không yên tâm. Hơn nữa, Thiếu Hiệp bị truy nã cũng bởi tại kiếm của Thanh Phong. Thanh Phong có trách nhiệm nói rõ sự thật với bao đại nhân. Liễu huynh trượng nghĩa giúp đỡ, Lư Phương cảm kích vô cùng. Không dám. Đại ca, không lẽ ngũ tử chúng ta còn sợ một phủ Khai Phong sao? Tại sao kêu ngũ đệ đi đầu án hả? Bao đại nhân công chính liêm minh, có thể trả cho ngũ đệ một sự trong sạch. Lưu đại hiệp tuân theo pháp luật, không hổ danh là một đời đại hiệp. Ngũ đệ ta có Liễu huynh đi cùng, Lư Phương ta có thể yên tâm. Triển Chiêu, mọi người cẩn thận. Người lại dở trò gì nữa? Người đến có ý xấu. Đại nhân, canh ba đêm nay gặp ngoài tiệm cầm đồ. Dạ. Quả nhiên là ngươi, canh ba đêm nay ta sẽ đợi ngươi. Bạch huynh, không đuổi giặc tới đường cùng. Đồ khốn kiếp, Liễu Thanh Phong biến rồi. Không lẽ huynh ấy bị hạ độc thủ rồi sao? Để ta đi tìm. Tứ ca, ngũ đệ, để tìm Liễu Thanh Phong à? Đúng, sao huynh biết? Đệ có muốn biết chủ mưu đứng sau đám sát thủ đó là ai không? Tứ hiệp biết lại sao? Tối hôm nay hai người mai phục trong tiệm cầm đồ, tới lúc đó hai người sẽ biết.